tôi nghĩ rằng theo đề xuất cái một năm sinh hoạt qua các chùa thì tôi có một cái nhận xét, đó là thường một cái vị mà giảng sư đó, mà sau khi giảng rồi Phật tử truyền những cái bài pháp đó rộng ra cho những người khác cùng nghe thì chúng ta sẽ có rất là nhiều Phật tử nghe những bài pháp đó của vị giảng sư đó, mà chúng ta đi ra nước ngoài thì ít có gặp được cái vị giảng sư đó thường xuyên, nhưng mà bây giờ đã ở điều là chúng ta có được cái thông tin mà trên mạng, cho nên chúng ta buồn chịu lại cái thiếu sót đó. Thôi thì thường có học hàng rồi, chắc tôi cũng không cần giới thiệu, tại vì thầy cũng đã rất là nhiều người biết tới. Nhưng mà có một điều thì tất cả quý vị đây trong cái ngày đáng lý ra là cái ngày này là cả thế giới đang sốt lắm về đu ngựa, đúng không ạ? Các bạn chúng ta nổi tiếng là trên thế giới là người ta không có cái ngày nghỉ hè, mà những người rồi thì có cái ngày nghỉ hè và ngày cờ bạc đó, cái nghỉ hè ngày đó bao nhiêu nghỉ hè và ngày đu ngựa của quý vị. Nhưng mà cũng là một cái gì mà để cho các Phật tử vào đúng cái ngày này chúng ta về chùa để nghe cái thành pháp rất là quý báu. Thì thôi quý vị cứ ráng chờ đợi, tôi nghĩ là ngày cũng đang vừa tới thì chúng ta quý vị sẽ được sao. Thưa quý vị đưa ta lên là trong 3 tháng qua quý vị nào đã nghe được thượng tọa đưa ta lên là tôi biết này. Thôi quý vị đẩy tay xuống đi. Thưa quý vị nào trong 3 tháng qua chưa có gặp thầy Pháp Hòa trên mạng, đưa ta lên, chưa có gặp rồi. Đó, tất cả quý vị đưa ta lên đúng là những người thiểu số. Và không chừng quý vị chắc là nhà không có lên mạng, rất là tốt. Thì hầu như chúng ta gặp rất là được các cái giảng sư trên mạng. Tôi cũng khuyến khích là chúng ta nên theo dõi học hỏi. Bây giờ cái phương tiện nó rất là tốt, cho nên đừng có để uổng là chúng ta sẽ theo dõi học hỏi được những cái bài giáo lý rất là hay của các thầy. Trong một cái điều mà không có gì vui mừng cho một cái vị giảng sư, đó là sau khi thuyết giảng rồi Phật tử nghe, hiểu, rồi thực hành. Và cái điều mà chúng ta học hỏi và chúng ta thực hành, nó sẽ làm cho cái giáo lý thật sự là sống, chứ không có là cái giáo lý chỉ coi bằng cái độ tư tưởng hoặc được ghi nhận trên máy hoặc là chép vào bản sách, thì chúng ta được an lạc. Thì đó là một cái niềm khích lệ rất là lớn đối với các giảng sư. Vậy thì chúng tôi mong rằng cái buổi thuyết pháp hôm nay sẽ được rất là nhiều lợi ích, và chúng ta sẽ có được cái hành trang rất là tốt cho cái dịp cuối năm. Chúng tôi cũng biết rằng đây là cái thời gian mà các em học sinh đang chuẩn bị cho cái mùa thi hay là đang thi, các trường đã thi rồi, thì cũng là mong kính chúc các em có một cái thi không bị căng thẳng quá, và cái kết quả được dư ý. Rồi thì chúng tôi nói quý vị cứ ngồi đợi chút nữa nha, và thầy cũng sẽ tới được nhà. Và xin chào chúng ta. Thank you.
Before we start the talk this afternoon, I would like to invite everyone, please find yourself a comfortable posture. We will practice sitting in silence in 5 minutes. Mời đại chúng lựa cho mình một cái thế ngồi dễ chịu nhất, giữ lưng vừa thẳng. Dù mình ngồi ở trên ghế hay mình ngồi dưới đất, lưng mình giữ vừa thẳng. Even though you sit on the floor or on the bench, please try to adjust your back. Just adjust your back straight. Relax your shoulders. Quý vị buông xuôi hai vai, đừng có gồng, thả lỏng hai vai. Mắt mình có thể nhắm lại. Relax your shoulders. You can close your eyes. Miệng mình khép lại và mỉm cười nhẹ như tượng Đức Phật. Hai tay, hai cánh tay của mình thả lỏng trên hai đầu gối, hoặc là bàn tay phải để trong lòng bàn tay trái và để trong lòng bàn chân của mình. You can relax your two arms on your knees, or you put your right hand on the top of your left hand and place right in the lap. Bây giờ đây, mình đưa tâm ý của mình về chất mũi của mình để mình nhận thức, nhận biết là mình đang thở vào và mình đang thở ra. Pay attention to your nose. When you realize you are breathing in and you are breathing out,
Yeah.